Mới đi đâu hết hồn, nãy giờ quẹo quẹt thì ẩn cái gì. Bây giờ là chuẩn bị được, hay bỏ chu rồi nè. Đấy không đã ra một cái nè đi, con gái đi đâu mày lấy cái đầu vậy, quá ghê thật luôn, ghê thật quá này, con gái đi xét cho ghê chứ ghê thật mà xét ngại thật ngại đâu ghê thật mở mày hãy ghê để mày được không biết phải làm được không à. À wow không đi không đi nè mà tớ ghê luôn nè để coi à. Đúng rồi, cái này rồi. Wow. Ra 1 2 3 4. Cái đầu mà anh xét hả? Mày dập đi nghe. Rồi. Trời ơi, con chó ghê chứ. Ghê. Nghe đi, chó có gì đâu không mà. Quay lên, ái rồi còn bị xét ảnh được. Ấy vậy là ái chuẩn bị hôn rồi. Lấy cái cảnh chuẩn bị hôn rồi. Rồi. Cảnh chuẩn bị hôn, ai bị tình nữa. Ok. Anh giúp em. Ảnh này của Juliet thì Romeo để lại rồi. Bác này xấu và gầu quá trời. Má đi nghĩ làm gì ba chụp bây với heo mà. Trời má ôm, ôm thấm thiết quá Việt ơi. Hoàng Việt ơi, cái clip này là nè bóp vú nè. Gửi cho anh nha. Gửi cho anh Hoàng Việt đó. Anh Hoàng Việt rồi, đó. Không biết ơi, không biết ơi. À, gửi cho anh Hoàng Việt đó. Ơi, hãy tặng đó. Ơi. Gửi cho anh Hoàng Việt nha. Cười hiểu bây giờ. Ờ, ừ. Ôm năm thiết nè. Cái mặt con gái này nha, anh nhớ cái mặt gậy của anh nha anh ơi. Anh Hoàng Việt, gậy của anh đang cười đó. Quá nghệ thật luôn. Đó, cái này mới gọi là nghệ thật nè, gậy của anh đang cười nè với thằng nào đó. Thằng nào mà anh không biết nè, đó anh Hoàng Việt. Thằng nào mà anh không biết nè, đó.